Chào mọi người ha. Chào mọi người quay lại cái kênh YouTube của em nha. Thì sau đây em giới thiệu một con máy cũng khá là đẹp dùng cho gia đình. Thì cái độ bền của con này và cái độ mạnh của con này thì rất là cao. Nên là ở phân khúc mà dùng gia đình thì nó công suất của con này dùng rất là bền. Cái bền mà nó rất là bốc. Một con Shingu 351 nha mọi người. Hồi bữa là Shingu 341 đúng không? Đây là Shingu 351. Nè. Cái lam zin của nó thì nó là lam trượt luôn, lam tin đấy, lam trượt. Xích của nó còn khá là đẹp nha, lam hai mặt nó còn chữ luôn, lam 40 ha, nó là lam trượt nha, lam tin lam trượt. Mọi người Japan máy thì rất là đẹp, bên trong chưa vệ sinh, chưa đụng đẩy hết đấy. Bạn muốn xin máy khá là đẹp nha, máy rất là đẹp. Thì con máy nó cũng đã nổ rồi, về chỉ việc dùng thôi và có bảo hành 3 tháng thôi. Máy này thì giá của nó là 2,6 triệu nha mọi người, 2,6 triệu bao ship nha, bao ship toàn quốc, 2,6 triệu bao ship cho toàn quốc. Máy này nó nổ rồi nhưng mà cái điều là tại vì bữa nay còn buổi trưa nên là em không có nổ được. Mọi người cũng biết cái chỗ em ở, tại vì buổi trưa không nổ được, còn giấc ngủ của ta nên là không có nổ được, nhưng mà thông cảm ha. Máy nổ nó bốc, mà nhảy nổ nữa, dòng này rất là nhảy nổ, nó cực kỳ nhảy nổ nha mọi người. Người dùng rất là bền. Cái này là bơm sơn phụ. Thì con máy này thì nó 2,6 triệu bao ship nha. Thì con máy này rất đáng để mua dùng nha mọi người. Mọi người về mà muốn vệ sinh thêm thì vệ sinh, còn không thì là còn rất đẹp. Ok, máy đẹp, đáng để mua dùng gia đình. 2,6 triệu bao ship ha, và em không ship code ha. Thứ nhất là mọi người có thể chọn đọc ở phần mô tả video, nó có một là mình chuyển khoản hết tiền hàng để ship việc theo đến tận nhà bao ship. Hai, mình gửi tiền cho nhà xe vào trong thành phố Hồ Chí Minh, em giao hàng ra nhà xe và em thu tiền. Ba, thì mọi người nhờ người thân ở thành phố Hồ Chí Minh cho địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, em giao tới em thu tiền. Đó là bàn tất giao dịch. Còn cái việc mọi người mà kêu là không biết chuyển khoản như thế nào thì em cũng nói luôn, cuộc đời mà không phải là không biết chuyển khoản. Một là mình chuyển bằng banking điện thoại, nếu không có banking điện thoại thì mình ra ngân hàng, ngân hàng không làm việc thì ra bưu điện, cửa hàng Viettel, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, ngày chủ nhật nó cũng làm nha. Rồi tùy vào cách thức mình muốn hay không thôi. Chuyển tiền bằng Thế Giới Động, Điện Máy Xanh thì cước nó, phí nó cao hơn nhưng nó lại nhanh hơn. Nhưng mà thì con máy rất là đẹp, rất đáng là mua dùng. Máy thì rất là bốc. Mọi người thấy hơi nữa không? Hơi nó rất là dữ. Nên là máy này nồng rất là tốt. Thì cái con này 2,6 triệu bao ship ha. Hình thức giao dịch ở phần mô tả nha, hình thức giao dịch và em không ship thu hộ đâu nha. Chào mọi người nhé, chúc mọi người xem clip vui vẻ. Máy thì có bảo hành 3 tháng nha mọi người.